mách cho chị em bí kíp giảm rụng tóc hiệu quả tại nhà. Tóc mỏng lưa thưa cũng mọc dày khỏe mạnh. Có chị em nào ở đây mà bị rụng tóc quá nhiều, vuốt một cái ra một búi tóc trên tay, gội đầu, chải tóc, vuốt tóc cũng rụng. Dù đã làm nhiều cách rồi vẫn chưa cải thiện được, thì tôi có thể chỉ cho chị em cách này thực hiện ngay nếu không muốn bị hói. Thứ nhất, lấy nước hoa gạo để ra lắng cặn đặc trắng. Sau 24 giờ thì cắt nước đi, giữ lại phần cặn đó, massage 10 đến 15 phút rồi ủ tóc 30 phút. Cách này đã rất nhiều người làm và phản hồi với tôi là không những tóc hết rụng mà tóc con còn mọc lên cực nhiều. Ngoài ra kết hợp với thuốc uống này để bổ sung dưỡng chất, nuôi tóc chắc khỏe từ bên trong. Cần chuẩn bị thục địa 20g, hoài sơn 15g, trạch tả 12g, đương quy đầu 15g, xài hồ 10g, thảo quyết minh 10g, hà thủ ô chế 15g, đỗ trọng 15g, sơn thù du 10g, đại táo 15g, trích cam thảo 5g. Sắc uống ngày và thang chia 2 lần, uống trước bữa ăn khoảng 30 phút. Thầy Bình, nam dược trị nam nhân.